huấn luyện viên Bồ Đào Nha nói thẳng lý do chạm Ronaldo. Ronaldo đã ra sân trong đội hình xuất phát của tuyển Bồ Đào Nha cả 3 trận đấu ở vòng bảng. Tuy nhiên, đến khi chạm trán với tuyển Thụy Sĩ ở vòng 16 đội, CR7 lại bị đẩy lên băng ghế dự bị. Việc cựu tiền đạo của MU không được ra sân ngay từ đầu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Từ đó xuất hiện nhiều đồn đoán rằng mối quan hệ giữa huấn luyện viên Fernando Santos và Ronaldo đã bị rạn nứt. Trước đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tỏ ra không hài lòng với thái độ của CR7 sau khi cầu thủ này bị thẻ ra ở trận cuối vòng bảng gặp Hàn Quốc. Sau trận đấu với tuyển Thụy Sĩ, vị huấn luyện viên Santos cho biết việc để CR7 ngồi dự bị là để phục vụ cho ý đồ chiến thuật và hoàn toàn không nhằm mục đích dằn mặt hay cảnh cáo. Tôi không có vấn đề gì với Ronaldo cả, đó là chiến thuật. Các cầu thủ chơi theo cách khác nhau. Tôi cũng sử dụng Dalot và Guerrero, dù Cancelo là một cầu thủ xuất sắc. Đội hình này phù hợp với những thứ tôi cần trước Thụy Sĩ. Ronaldo được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 73 khi tuyển Bồ Đào Nha đang dẫn Thụy Sĩ với tỷ số 5-1. Đây là lần đầu tiên CR7 ngồi dự bị tại các giải đấu lớn của đội bóng áo bã châu kể từ năm 2008. Cất Ronaldo trên ghế dự bị, huấn luyện viên Fernando Santos chọn Gonçalo Ramos. Tiền đạo 21 tuổi đáp lại sự kỳ vọng bằng một màn trình diễn ấn tượng với cú hat-trick trong chiến thắng 6-1 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sĩ. Kết quả này giúp Bồ Đào Nha giành quyền vào tứ kết gặp Maroc.